sáng ngày 20 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị huyện, huyện Mường Lát đã long trọng tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã năm 2023. Đến dự, về phía tỉnh, có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía huyện, có đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, cùng toàn thể các vận động viên, các cổ động viên trên địa bàn huyện. Giải Việt dã huyện Mường Lát năm 2023 có sự tham gia của 100 vận động viên đến từ 8 xã thị trấn, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Theo đó, các vận động viên đã tranh tài ở hai cự ly truyền thống là 3.000m đối với nữ và 5.000m đối với nam. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng hơn 1.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, vận động viên đến từ 8 xã, thị trấn, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Mường Lát đã sôi nổi tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với cự ly 1 km. Đây là cơ sở để các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động thể dục thể thao đạt kết quả cao nhất, qua đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của huyện phát triển. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 14 giải khuyến khích cho các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung và trao 1 giải nhất toàn đoàn cho đơn vị thị trấn Mường Lát, giải nhì toàn đoàn cho đơn vị trường tiểu học Tây Tiến, đồng giải ba toàn đoàn cho đơn vị xã Tam Trung và xã Quang Triều. Qua chương trình, huyện Mường Lát sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất tham gia giải Việt dã báo Thanh Hóa chạy vì sức khỏe toàn dân lần thứ 27 năm 2023.